Trữ lượng trà xuất khẩu lớn thứ 5 thế giới. Điều thú vị ở mỗi vùng trà không chỉ gắn liền với miền phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, mà còn chất chứa trong đó nhiều câu chuyện bí ẩn về vùng đất, con người, về giống trà gieo trồng, đến cả tập tính, đời sống văn hóa đậm bản sắc của các dân tộc sống trên vùng trà. Để mở đầu cho hành trình theo dấu trà Việt, những người làm phim chúng tôi tìm đến Hiệp hội Trà Việt Nam với mong muốn được hiểu thêm về các vùng trà danh tiếng trên lãnh thổ nước Việt. Mình sẽ tập trung khá nhiều ở vùng Bảo Lộc, Biên Hòa và Đà Lạt. Ra phía Bắc thì chúng ta có thể thấy ở Pleiku và Kon Tum có một số trà Việt. Càng lên thì chúng ta thấy là trà Việt Nam tập trung càng nhiều ở phía Bắc. Ngoài ra, Việt Nam cũng có một số cây chè sản khá là đặc biệt, chỉ có riêng ở khu vực miền núi phía Bắc, đó là cây chè Sa Huyết. Tổng diện tích của toàn chè Việt Nam khoảng gần 130.000 ha, tập trung tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai và Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng, Thái Nguyên là những vùng chè tập trung. Trong đó thì Phú Thọ là một trong những vùng chè truyền thống đầu tiên của miền Bắc và đã hình thành từ những năm 60. Hiện nay thì diện tích của Phú Thọ nó tầm đến khoảng gần khoảng 15.000 ha và sản xuất chủ yếu là chè đen truyền thống. Tiếp đến là đến Tuyên Quang và Yên Bái cũng là một trong những vùng chè tập trung sản xuất chè xanh vô thơ đốc để xuất sang các thị trường như Nga và Mỹ. Tiếp đến thì đến Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh sản xuất ra những sản phẩm trà xanh xuất khẩu sang các thị trường ở các nước Trung Đông và Đài Loan, đặc biệt là Thái Nguyên. Diện tích hiện nay thì có khoảng sản xuất phục vụ thị trường nội tiêu là chính. Với nguồn nguyên liệu phong phú đa dạng, từ trà công nghiệp vùng đồng bằng Trung Du đến các vùng trà cổ thụ trên núi cao miền Đông Bắc và Tây Bắc, Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của các chuyên gia ngành trà. Đến nay, đã có rất nhiều nghệ nhân làm trà danh tiếng của Đài Loan, Trung Quốc cũng lặn lội sang Việt Nam, lên tận vùng trà, tự tay sao sấy, tạo ra những sản phẩm trà giá trị. Nhóm làm phim chúng tôi đã có mặt tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để tìm gặp hai cha con ông Quách Minh Huy và Quách Ngạn Vĩ đến từ Cao Hùng, Đài Loan. Ông Huy là người có thâm niên hơn 20 năm nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ trà San Tuyết cổ thụ ở các vùng núi cao Tây Côn Lĩnh, Hoàng Su Phì và Quản Bạ thuộc địa phận tỉnh Hà Giang. Khi chúng tôi hỏi thăm về vùng trà mà ông đang khai thác, ông rất hào hứng và đích thân dẫn chúng tôi đi. Vùng nguyên liệu San Tuyết cổ thụ nằm trong vùng núi cao thuộc Bản Thăng, huyện Quản Bạ, giáp biên giới Trung Quốc. Ông Quách Minh Huy chia sẻ cho chúng tôi những kiến thức thú vị về giống trà San quý hiếm này.
Mọi người hãy nhìn xem, đây là cây trà san cổ thụ mọc tự nhiên. Nhìn vết đốn trên thân cây, có thể xác định cây này từng được thu hái. Vết đốn nhằm hạn chế độ cao, tiện cho việc hái lá trà. Những cây chưa được thu hái sẽ cao vống lên, chứ không thấp như mấy cây này. Các bạn thấy không? Cây phát triển lá rất đẹp, có độ dày, khô bóng, chứng tỏ sức sống rất mạnh. Nhìn quanh vùng trà, thảm thực vật rất dày, dưới gốc trà được cỏ cây che phủ. Một điều đặc biệt nữa ở vùng trà này là chất đất. Cao Bồ có chất đất vàng, đất sét hồng, nhưng đất ở Bản Thăng đây có cát lẫn với đá. Chính những thứ này tạo cho nội chất trà, màu trà có nhiều khác biệt. Tôi mới phát hiện ra điều này vài năm trở lại đây thôi. Tiết trời đang giữa trưa, vạt rừng nơi có những cây trà san cổ thụ vẫn ngập chìm trong màn sương. Chính thời tiết khắc nghiệt cùng thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo cho giống trà san tuyết nhiều tố chất quý giá, cộng thêm yếu tố tự nhiên, không qua gieo trồng, lại có tuổi đời cả trăm năm. Thế nên san tuyết được xứng danh là vua của các loại trà trên bản đồ trà Việt. Những búp non của vụ trà Chớm Đông được thu hái và đưa về Bản Thăng. Mọi công đoạn hong trà làm héo trước khi chế biến được ông Quách Minh Huy cẩn trọng kiểm soát thực hiện. Việc sao trà được thực hiện theo phương pháp thủ công của người bản địa. Trà sau khi làm héo được đưa lên sao chảo, đảo tay với kỹ thuật được người bản địa truyền đời qua bao thế hệ. Mẻ trà sau khi được sao chảo sẽ qua đến công đoạn vò để kích thích cho trà tự lên men. Tùy từng sản phẩm như trà trắng, hồng trà hay trà nguyên liệu để ép bánh mà kỹ thuật và thời gian vò sẽ khác biệt. Mẻ trà thu hái từ Bản Thăng hoàn thiện, chúng tôi cùng ông Quách Minh Huy về lại Quản Bạ. Câu chuyện về trà san tuyết được ông giới thiệu bằng một buổi thử trà đầy bất ngờ. Từ nguyên liệu cơ bản là trà san cổ thụ, cho ra thành phần là trà vàng, trà trắng, trà phơi, trà ép bánh, hồng trà. Mà mỗi loại lại là một cá tính, một màu nước, một hương vị hoàn toàn khác biệt. Tôi muốn giới thiệu với các bạn ba loại trà ở đây. Đầu tiên là bạch trà, hồng trà và trà vàng. Bạch trà có cái đặc sắc là không cần sử dụng nhiều kỹ thuật chế biến, chủ yếu là khâu phơi dưới nắng trời. Nguyên liệu tốt thì nên làm bạch trà trước. Đây là bạch trà vụ năm nay. Xu hướng gần đây, mọi người uống bạch trà nhiều và quan niệm đây là loại trà thượng đẳng. Loại thứ hai là hồng trà với nguyên liệu một tôm, một lá. Điều đặc biệt của loại hồng trà là nước có độ ngọt đường cao. Thị trường Trung Quốc rất ưa chuộng loại trà này. Còn loại nữa là trà phơi. Đây là nguyên liệu để làm trà ép bánh. Kỹ thuật làm trà phơi khá giống cách làm trà vàng. Đây là ba sản phẩm khác nhau nhưng cùng một nguyên liệu trà cổ thụ. Từng loại trà cổ thụ qua cách chế biến, qua từng năm tháng lại cho ra những chén trà mang màu sắc khẩu vị khác biệt. Đây là bạch trà. Do không can thiệp bằng kỹ thuật trong chế biến nên chất trà không biến đổi. Vị trà có độ ngọt thanh, thoảng hương thơm nhẹ. Đây là đặc trưng của bạch trà vùng Quản Bạ. Kế đến là hồng trà, có thể thấy màu sắc đậm hơn một chút. Đặc trưng là hương trà rất ngon. Trong hương, nếu để ý kỹ, lại thấy có mùi khoáng. Đấy cũng là nét khác biệt của trà Quản Bạ. Tiếp theo là trà phơi, màu khá tương đồng với bạch trà, có đậm hơn chút do có can thiệp kỹ thuật vò nhiều hơn. Đây cũng là trà phơi, cũng gần 6 năm tuổi, màu nước đậm do là từ nguyên liệu trà phơi đem đóng bánh. Để qua thời gian, trà tự chuyển hóa ra màu nước đậm thế này. Ở Trung Quốc, trà để 5 năm không đạt được hương vị màu sắc như thế này.
Đây cũng là trà ép bánh từ năm 2001, được 18-19 năm rồi. Màu so với trà 5 năm tuổi lại đậm hơn một chút nữa. Nhìn màu thế thôi, chứ uống sẽ thấy khác biệt rất rõ. Chén cuối cùng là trà chín, cũng đã hơn 15 năm, màu nước rất đậm, uống thuận và có vị ngọt hậu rất rõ ràng. Có cơ duyên tiếp cận với trà Việt từ nhỏ, Quách Ngạn Vĩ được cha truyền lại nhiều kinh nghiệm về giống trà San Tuyết cổ thụ ở Hà Giang và đang tiếp bước giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trà San Tuyết cổ thụ ra thị trường nước ngoài. Câu chuyện phát triển trà San và sự kết nối giữa truyền thống hiện đại được Quách Ngạn Vĩ chia sẻ. Cái nguồn trà của Hà Giang ấy, về cái nguyên liệu, về cái môi trường nó vẫn là rất tốt. Nhưng mà em hơi lo một điều là bây giờ có rất nhiều cái tác động từ bên ngoài vào ấy, thì dần dần mất đi cái kiểu là mình sao chế trà truyền thống. Thì nhưng mà theo em được biết ấy, ví dụ mấy chục năm của nhà em gọi là sưu tập cái chè của Hà Giang ấy, thì em biết nó vẫn phải giữ một cái truyền thống, thì cái chè để lâu năm thì nó mới ra được gọi lại cái giá trị của cái chè. Nếu mà bây giờ mình cứ làm theo cái công nghệ mới hoặc là làm theo cái mốc đang điều hành trong thị trường ấy, thì cái chè ấy thì về mặt trước mắt thì nó sẽ rất dễ bán hoặc là nó rất dễ uống, nhưng mà về cái thời gian lâu dài ấy, thì nó lại không thể bằng được những cái kiểu truyền thống. Những người làm trà từ nơi xa xôi tìm đến xứ Việt như hai cha con ông Quách Minh Huy, Quách Ngạn Vĩ chỉ là một đại diện trong nhiều những nghệ nhân, chuyên gia trà quốc tế đang làm việc tại Việt Nam. Đó cũng là dấu chỉ thôi thúc những người làm phim chúng tôi rằng câu chuyện trà Việt chắc chắn sẽ còn nhiều thú vị đang chờ đợi chúng tôi trong hành trình theo dấu trà Việt ở các tập tiếp theo. Trà San Tuyết cổ thụ có từ ngàn đời nơi phương Bắc. Còn ở phương Nam, mãi đến thập niên 30 của thế kỷ trước, người Pháp mới bắt đầu gieo trồng tại sở trà Cầu Đất, Đà Lạt. Khám phá câu chuyện về vùng trà phương Nam này chính là nội dung tiếp theo trong loạt ký sự theo dấu trà Việt.